Chào mừng các bạn đến với kênh 8 tin tức. Bản tin ngày hôm nay của chúng tôi có nội dung như sau: ăn lương thì phải làm, lẽ ra phải xét phạt sao lại được thưởng. Theo ông Phan Xuân Xuyển, ăn lương của nhà nước thì phải thực hiện nhiệm vụ chứ không thể có chuyện hễ làm được gì là đưa ra khen thưởng. Bộ Công an đã làm đến cùng để trong sạch đội ngũ. Kiến nghị của tướng Lê Văn Cương khi đưa công an chính quy về xã quyết định thành lập quỹ phòng chống tội phạm trung ương và cấp tỉnh tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ chặn đứng tình trạng tham nhũng vặt. Câu chuyện cô gái đi giao gà Cao Mỹ Duyên 21 tuổi ở thành phố Điện Biên, tỉnh Điện Biên bị giam giữ, hãm hiếp, dùng vũ lực, bỏ đói trong nhiều ngày sau đó bị sát hại tại tỉnh Điện Biên khiến dư luận rúng động. Xung quanh vụ án này, nhiều câu hỏi đặt ra là tại sao các đối tượng cộm cán, tiền án tiền sự trên địa bàn tỉnh Điện Biên có thể thực hiện hành vi thú tính phạm tội của mình trong mấy ngày liên tục nhưng lực lượng chức năng chưa thể phát hiện và can thiệp thời. Chỉ sau 2 giờ Duyên mất tích, gia đình đã báo với cơ quan chức năng nhưng lực lượng vẫn không thể tìm thấy. Vậy công tác theo dõi nắm bắt các đối tượng hình sự quản lý an ninh trên địa bàn thành phố Điện Biên có thật sự đáp ứng được yêu cầu? Do đó, sau khi Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Công an tỉnh Điện Biên và Giám đốc Công an tỉnh trao tặng bằng khen cho 2 tập thể, 14 cá nhân, tặng 48 giấy khen cho các cá nhân tham gia điều tra và bắt giữ các nghi phạm thì xuất hiện nhiều luồng ý kiến không đồng tình. Có ý kiến cho rằng nhiều cá nhân không xứng đáng nhận được thưởng bởi trong vụ việc này cho thấy lực lượng chức năng không kịp thời phát hiện và giải cứu nạn nhân. Thậm chí, có ý kiến còn cho rằng phải tổ chức kiểm điểm sau khi vụ án này khép lại. Trước những tranh luận trái chiều về việc khen thưởng trên, trao đổi với phóng viên, ông Phan Xuân Xuyển, nguyên hàm vụ trưởng vụ 1 Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho rằng khen thưởng phải là cá nhân tổ chức có thành tích đột xuất, gặp khó khăn mà lập được thành tích xứng đáng, chứ không phải cái gì cũng đem ra khen thưởng. Phân tích thêm, ông Phan Xuân Xiểm, công an điều tra tội phạm là thực hiện nhiệm vụ, mà đã là thực hiện chức năng nhiệm vụ thì phải làm việc cho tốt, ăn lương của nhà nước thì phải thực hiện nhiệm vụ phải làm, phải hoàn thành tốt. Còn cứ hễ làm được việc thì lại đưa ra khen thưởng, dẫn đến khen thưởng tràn lan. Khen thưởng như vậy do không có tác dụng, ý nghĩa gì, do đó không thể có chuyện hễ làm được cái gì là đem ra khen thưởng. Và cũng theo ông Phan Xuân Xiểm, theo dõi vụ việc ở Điện Biên nhận thấy các đối tượng gây ra vụ án kinh hàng trên đã có tiền án, tiền sự và nghiện ngập. Theo lý thì đây là những đối tượng phải được quản lý chặt chẽ. Đằng này, các đối tượng trên lại tụ tập thực hiện hành vi phạm tội một cách bày đàn trong thời gian nhiều ngày mà không được phát hiện kịp thời. Nạn nhân lại là một nữ sinh ngoan hiền xinh đẹp, càng khiến dư luận thêm xót xa. Tôi cho rằng lãnh đạo địa phương cơ quan chịu trách nhiệm đảm bảo an ninh trật tự giữ gìn trong sạch địa bàn. Không thể có chuyện hơi tí khen thưởng đến khi thành tiền lệ không hay. Để xảy ra những vụ việc tày đình như vậy mới có nguyên nhân từ việc quản lý không tốt. Cái này phải được phân tích, mổ xẻ và quy trách nhiệm rõ ràng. Ông Phan Xuân Xiểm nêu ý kiến. Vị này còn cho rằng việc khen thưởng phải tính toán một cách xứng đáng, nếu không người dân họ sẽ không đồng tình. Ông Phan Xuân Xiểm còn cho biết, nhiều người có ý kiến là nhiệm vụ thì phải làm chứ đừng hơi tí thì khen thưởng. Mà khen thưởng thì phải bình xét, do đó khen thưởng như vậy khó nhận được sự đồng tình. Thậm chí, ông Phan Xuân Xiểm còn có ý kiến, nếu trên địa bàn mình quản lý để xảy ra vụ việc chấn động như vậy thì lãnh đạo phụ trách phải chịu trách nhiệm. Khi sự việc xảy ra không xử lý được kịp thời mà cấp trên phải cử lực lượng nơi khác đến hỗ trợ thì chỉ khen thưởng những lực lượng tham gia hỗ trợ mà thôi. Cuối cùng, ông nhấn mạnh, địa bàn của anh quản lý hàng ngày mà anh không rà soát để xảy ra vụ án rúng động thì phải xem xét trách nhiệm. Đó là việc làm thiếu trách nhiệm để xảy ra hậu quả. Trách nhiệm cần xem xét ở đây là trách nhiệm của cán bộ, đảng viên. Đây là trách nhiệm lớn. Làm không được thì phải xử lý. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy hay hãy đăng ký và đừng quên like và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Xin cảm ơn. Chào mừng các